Xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay 16 tháng 2 2020 thì công ty cổ phần Magitech Việt Nam có đến lắp đặt và bàn giao cái thiết bị, đó là chiếc xúc tinh dầu công suất 250 lít sử dụng điện 3 pha và cấp nước tự động cho chị Lan ở Kinh Năm, Tân Hiệp, Kiên Giang. Thì đối với cái công nghệ chiếc xúc tinh dầu cuốn hơi nước này thì chúng ta có thể là chiếc xúc nhiều nguyên liệu, ví dụ như là nguyên liệu là xả, tràm, chanh, cam, bưởi, vân vân. Thì mọi chi tiết liên hệ thì chúng ta có thể liên hệ số hotline đặt hàng hiện ở trên cái video.